Hi, chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay mình có dịp đi ngang lại cái quầy dưa của ông anh nè các bạn. Hôm nay mình vô tình mình cũng có dịp mình đi ngang á, mình ghé lại mình xem ảnh làm như thế nào rồi nha. Các bạn cùng theo chân mình vào xem ảnh làm như thế nào các bạn. Ồ, hôm nay mình thấy ảnh bán gần hết dưa rồi các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Không, theo mình thấy là đẹp á. Cảm nhận riêng của mình nha. Còn các bạn thì có đánh giá gì thì các bạn cứ comment cho mình nha. Dạ, em chào anh. Nay buôn bán sao anh? Rai rai anh hả? À, anh đang chuẩn bị làm đúng không? À, hôm nay em vô tình em đi ngang đây, cũng có dịp đi ngang á, cũng cho phép em được quay anh cách anh làm này thế nào để chia sẻ với các bạn trên mạng nào cho vui anh ha. À, đây là cái quả dưa dưa còn trống trơn, trắng trơn luôn các bạn. Bắt đầu anh làm. Có lấy bút gì, lấy gì mình gọi là vẽ cái mẫu sẵn anh ha, là làm luôn vậy hả? Luôn. Này ảnh làm quen rồi các bạn, ảnh làm sẵn luôn chứ không cần mẫu hay là cũng đôi lúc cũng cần, nhưng mà cần mấy cái đường tròn thì lấy đồ lấy dây quay giống như trong ba. Dạ. Thôi anh cứ làm tự nhiên nha, chứ không có gì đâu. Chỉ em quay em chia sẻ lên các bạn xem cho vui vậy thôi mà, chứ không có gì. Cứ thoải mái. Dưa này già, cứng, cứng dưa. Anh này tên Khoa nha các bạn. Cái lần trước không biết cái clip mình quay rồi á, các bạn cũng có theo dõi thì các bạn biết anh này tên Khoa. Tại bữa mình cũng có giao lưu với ảnh một lần rồi. Ảnh giới thiệu anh tên Khoa. Ảnh bán hàng năm ở ngã tư Kỳ Son, Tân An, Long An đó các bạn. Đó, mình thấy ảnh cầm cái dưa ảnh quay gì biết cái hình thù như thế nào luôn. Các bạn cùng với mình theo dõi xem để lát ảnh làm ra cái chữ gì hay là cái hình gì nha các bạn. Bữa nay vợ anh không có đây hả anh? Không, vợ rồi. Vợ về nhà ha. Nay mình làm nhiều khi mình làm sáng đêm luôn anh hả? Thì mấy bữa Tết mà. Ngủ làm. Rồi như hay như khách đặt thì mình làm cho khách không nhận hàng thôi, nhận phải làm nha. Dạ.
hiện tại bây giờ cũng đã là 23 giờ đêm rồi các bạn, cũng khoảng 11 giờ mấy rồi, 11 giờ mấy đêm rồi các bạn. Mà anh vẫn miệt mài anh làm. Có những cái khách đặt hàng đó các bạn. Ngoài đường cũng đã vắng rồi. Tại đây ở đây là Long An các bạn, cái thành phố nhỏ, cái gọi là cái tỉnh lẻ các bạn, nên là đường xá là cũng rất là vắng. Không phải như Sài Gòn hay là Hà Nội. Rất là vắng các bạn. Mới có 23 giờ thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Ngoài đường rất là vắng. Nhưng mà vẫn có những người lao động miệt mài đây. Anh đang vẫn rất là chăm chú anh làm. Mình chưa đoán ra là anh làm cái gì luôn á, không biết các bạn có đoán ra chưa, chứ mình với con mắt tầm thường của mình á, mình chưa có nhìn ra được. À, mình thấy một chữ này, chắc anh khắc chữ tài các bạn ơi. Có chữ T với chữ A nè. Này mình cầm điện thoại mình quay á, nó hơi rung xíu các bạn thông cảm nha. Hơi rung. Nhiều khi các bạn xem nó hay bị nhức nhức con mắt á, hay bị mỏi mắt á. Các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vô tình mình đi ngang á, mình gặp lại ảnh á, cái mình ghé vào mình thăm ảnh, mình quay cho các bạn xem. Mình không phải là quay chuyên nghiệp, các bạn thông cảm cho mình nha. Giờ ảnh làm được như đây các bạn, nãy giờ cũng khoảng 2 tiếng lâu rồi ảnh làm được như đây. Giờ ảnh đang lấy cơm ba, ảnh quay rồi tạo cái viền các bạn. Rất là thực công các bạn ơi. Anh làm anh ngồi hơn tiếng đồng hồ mà anh lấy tiền công có 100.000 à. Theo mình thấy nó cũng theo cái túi tiền của mình á, mình thấy cũng không đắt mà cũng không rẻ. Không biết các bạn sao à, các bạn nghĩ là chắc nó rẻ chứ theo mình cũng rẻ chứ không mấy đâu. Gọi là anh làm đam mê các bạn, vừa đam mê mà vừa chia sẻ cho anh chị em bà con mình là chưng Tết. Này mình lấy cỡ rồi, lấy cỡ à, mình đi về ngoài cỡ luôn, lấy cái cỡ để mình đi cái gì ngoài cho mình thấy. Cạo à, giờ tới công đoàn cạo đúng không anh? Cạo cũng cửa hở không đây? Cạo đây các bạn, mấy cái hoa mai đồ nãy giờ anh ngồi
anh đẩy anh có cái mình gọi là cái đầu đẩy, không biết anh gọi là cái gì, ngồi anh đẩy rất là chi tiết, những cái chi tiết nhỏ này nữa các bạn, ngồi anh công phu anh làm rất là hay, hay thật, chữ tài các bạn, chữ tài và những cái bông mai bông hoa nhỏ. Nãy giờ anh tỉa cái đường viền, bây giờ tới cạo cho nó nổi bật cái chữ lên. Mình thấy khắc laser anh Hoàng, người ta làm không có hết, mái hình như nó có khuôn khổ sao, thấy nó nhỏ cỡ khoảng 20 à, tại vì nó laser thì nó bắn trên cái diện mặt phẳng, khi mà bề mặt nó gồ ghề nó trông nó cỡ khoảng 20-25 mà, chứ nó không được hết cái quả dưa như mình làm thủ công kiểu này đâu, đúng không anh? Cái này là với lại cái cỡ đèn nó chiếu á, nó chiếu có cỡ đó, theo còn... mình nghĩ là cỡ 22-25 à. Còn cái này là mình giãn ra nó tùy theo ý. Mình làm thủ công rồi. Em thích thích bự nhỏ nào, thì mình cứ làm. Đang thủ công thì diện tích mà mình làm là có thể là nó chiếm hết 2/3 của trái dưa luôn. Là được đúng không? Được rồi đó. Chứ còn làm laser thì nó chỉ có nó chia trên trái dưa là nó chia sẵn ra ba mặt. Những trái dưa bự là nó chia sẵn ra ba mặt thì nó chỉ làm được một mặt, hoặc là muốn làm hết ba mặt là phải mình khắc xong hình này là mình phải đo, mình canh lại, mình để khắc mà. Thế em thấy là nó nhỏ nhỏ à, chứ nó trên quả dưa to, nhưng mà nó làm một cái lõm mà ở giữa cái hình nào đó thôi. Đúng rồi. Chứ nó không có căng gọi là hết cái quả dưa. Không căng gọi là gần hết quả dưa. Chỉ một lõm hình tròn ở giữa cái hình phạt hình gì đó, chữ gì đó. Nhưng mà được thế thì nó lẹ hơn. Nó nhanh nhưng mà nó sắc sảo thì đúng ấy, đồng ý. Những cái nét khó, nét đó, chi tiết nhỏ đúng thì rồi, nó cũng làm được. Còn mình thì nhỏ quá là thua. Những chi tiết mà nhỏ quá thì mình chế được thì mình chế. Chi tiết cái này là hết ra, nhỏ này là hết. Này nãy em thấy anh làm, anh ngồi anh gò quá trời gò, gò mà thấy em uống mình luôn á, cong lưng luôn. Phải ẹo thôi, nó nằm yên chỗ mà mình chỉ xây nó được vòng vòng thôi. Cái này mình làm để mình đi Sài Gòn, dưa này làm đi Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì nó hay là khách đặt, khách Sài Gòn đặt á, đúng không? Khách của mỗi năm đặt. Khách ở đây người ta về quê, về Sài Gòn đúng không? Đúng rồi. Khách ở đây về Sài Gòn cũng có, khách ở Sài Gòn về đây cũng có. Dạ. Nói chung mỗi năm mình làm là có khách quen mối quen đúng không anh? Khách quen của mỗi năm. Là năm nào anh cũng làm đây hết đúng không? Chứ đúng không rồi, có thay đổi chỗ đúng không? Không thay đổi chỗ, ngồi làm chỗ một. Kệ ít nhiều vẫn biết, nhưng mà cứ mỗi năm mỗi làm là thì mỗi năm mỗi làm bà như con người ta quen đúng làm không, làm vui, làm mình ngồi làm vui ở nhà đứa chán lắm. Dạ. Nhà nhiều khi mình rảnh rỗi cái mình đâm xanh hư nữa, xanh tật này tật kia đúng không anh? Nhưng mà gần Tết mà, gần Tết ra ngồi là cho nó vui, cho nó có không khí đúng không? Có không khí Tết nữa rồi nó vui, chứ ở nhà rú ở nhà
ở nhà ở trong ăn nhậu, nhậu rồi đâm ra đánh nhau rồi hay là cãi nhau rồi nữa đúng không? Thư thân thêm không, nếu mà ai cũng có cái suy nghĩ giống anh vậy xã hội rất là văn minh, anh ai cũng có suy nghĩ như anh thì rất là đẹp. Đó, cũng xong rồi các bạn, xong chữ tài rồi các bạn, gọi là tạm được gần hoàn thành, gần hoàn thành chứ. Đó, mình thấy để mình quay xa xa các bạn xem nè. Thấy đẹp không? Theo mình thấy là đẹp á, không phải mình khen ông chủ dưa nha. Ông ở có mấy mẫu mới kìa, mình quay cho tất coi. À bữa nay anh có làm mấy mẫu mới không anh? Để anh quay cho có mấy mẫu mới anh em ở trên coi nha. Đây các bạn theo chân mình này đi ra bên ngoài xem những cái mẫu lúc chiều anh làm nha các bạn. À đây có quả to nhất là ở đây tài lộc các bạn ơi. Đây tài lộc. Này ông Phật Di Lặc hả anh? Ông Phật Di Lặc. À, Phật Di Lặc rồi các bạn ơi. Cái này là ba mặt luôn các bạn, chân lên bàn thờ là ai đi hướng nào nhìn cũng thấy hết á. Tài lộc à, mấy cái này thấy mình thấy còn tươi mới luôn á. Phúc lộc thọ nè các bạn, đây phúc phúc lộc thọ. Có hai chữ thọ luôn các bạn. Vậy là năm nay ai nhìn thấy những cái này là thọ lắm nha các bạn nha. Hai thọ lận nè. À, nhà có người lớn anh. Thọ lắm anh ha. Đại cát nè các bạn, đại cát đại lộc, đại cát đại lợi các bạn. Đại cát đại lợi. Còn bên đây chỉ về đây tài lộc. Mình đứng xa xa nhìn quá đẹp các bạn ơi. Ở bên trong ảnh làm cũng gần xong rồi các bạn, để vô coi sản phẩm của ảnh nãy giờ ảnh làm coi như thế nào nha. À, bây giờ ảnh đang lau lại trên sạch sẽ nè các bạn. Quá quá đẹp các bạn ơi. Tại mình chúc cho những ai đang xem video này thấy chữ tài này các bạn năm mới phát tài nha các bạn. Ai nhìn thấy những cái này là phát tài hết nha. Và luôn có lộc nữa và có sức khỏe nữa nha các bạn. Đó, anh đang sửa lại những cái chi tiết nào mà nó còn lem nhem á. Còn lem nhem á. Mình cạo nó mình cạo thì cũng không sạch. Không sạch 100% đâu. Sửa lại. Xe chạy mà mở cửa kiểu đó nguy hiểm quá thật. Trẻ trẻ thôi. Cái những chỗ này đen nè ha. Tại vì bề mặt của trái dưa nó cũng gù ghề chứ nó không có lá. Nên mình cạo có những chỗ là nó ra hết thì nó trắng, nó ngà lắm. Những chỗ không ra hết thì nó
Xong. Ừ, vậy là xong rồi các bạn. Để anh mang anh chưng luôn ha, là sao anh? Cái này có người đặt. À, có người đặt, anh bỏ anh túi các bạn ơi. Bỏ cái đấy sáng giao thôi. Để đây em phụ gì không? Phụ gì không? Không, được rồi. Rồi chơi đi. À. Mới nè. Mẫu này thì nó không mới. À. Mới rồi với người ta nhưng mà nhiều năm rồi. Mẫu này cũng đẹp đó các bạn. Vạn sự như ý. Quá đẹp không bạn? À, mình thấy cái bánh chưng nữa các bạn ơi. Nhìn thấy muốn ăn ghê á. Cái bánh chưng này dễ thương không? Bánh chưng phần pháo dưa hấu. À, này là pháo đúng không? Trời ơi các bạn. Pháo bị cấm rồi mà bây giờ ảnh dám khắc lên trái dưa nè các bạn. Bạn thấy ảnh nguy hiểm không? Không có gì chỉ đựng cái nguy hiểm thôi. Pháo dưa hấu. Không, cái mẫu này thấy hay các bạn. Bên đây là tre trúc hay là gì? Trúc đúng không? Thì mình khắc thì nó mang tính chất tượng trưng thôi. Đúng chứ rồi. Chứ sao nó sắc nét như cây tre thật đúng không anh? À, mẫu này vạn sự như ý nè. Mẫu này đẹp. Đây bánh chưng. Còn hình này quả này quả gì anh? Trái dưa. À, trái dưa nhưng mà có một cái. Có dưa hấu là bánh chưng dưa hấu đỏ, dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh đúng không? À, ý nghĩa vậy nè. Bên đây nè, cái đắng nè, cái này cái miếng này cắt ra rồi nè, miếng dưa này, miếng cắt, này ra. Cắt ra rồi. Này miếng này phải màu đỏ nè, đúng không? Đỏ nhưng mà thì nó không, nhìn như vậy là em cũng nhận ra được rồi. Dưa hấu đỏ nè các bạn. Dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh, phong pháo, cầu liễn, pháo nè. Cầu đối nè các bạn. Cái này phải viết mấy chữ nho. Không, cái đó mình không biết, mình không biết mày được. Không, vậy là cũng quá đẹp rồi các bạn. Theo mình thấy là đẹp á. Còn các bạn xem như thế nào thì comment cho mình biết nha. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, chắc mình tạm biệt ảnh, mình chào tạm biệt các bạn. Các bạn xem video thấy vui thì cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn. Chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối xem video vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn.